Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Hoàng Giáp TV. Hôm nay Hoàng Giáp sẽ hướng dẫn bà con cách lắp đặt dàn mát cho trang trại khép kín. Đầu tiên thì xin mời bà con xem qua bản mô phỏng 3D trước ạ, để bà con hiểu được mô hình thiết kế. Một đầu thì bà con có thể để dàn mát, còn đầu bên kia thì bà con sẽ để quạt. Sau đây thì Hoàng Giáp sẽ hướng dẫn bà con cách lắp đặt. Bước đầu tiên thì bà con lắp lưới chống chuột. Lưới này thì bà con nên dùng lưới 1 phân lỗ vuông bằng mạ kẽm hoặc là inox. Khi lắp xong lưới ở hai mặt thì bà con lắp khung vào xung quanh. Bà con có thể lắp khung bằng inox hoặc để tiết kiệm chi phí hơn thì bà con có thể mua sắt về. Tiếp theo thì bà con lắp ống chia nước. Ống này thì bà con nên dùng bằng ống 21. Bà con khoan đều cho các lỗ để ống ngửa lên. Sau đó bà con dùng một cây nước 76 cắt đôi rồi ốp ngược xuống. Làm như vậy thì nước sẽ đều hơn và sẽ không bị té ra ngoài. Bước cuối cùng thì bà con cho khung dàn mát lên tường và vắt ốc vít. Vậy là Hoàng Giáp vừa hướng dẫn bà con một số cách lắp dàn mát. Hy vọng sau khi xem xong video này, bà con có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm để áp dụng cho mô hình trang trại của mình. Bà con quan tâm và có nhu cầu thiết kế, hãy liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình và hãy để lại bình luận phía dưới ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.